vui được gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Kim Cúc và ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 16 định luật Joule-Lenz. Thì ở bài này cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau đây. Thứ nhất đó là sự biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng. Nội dung thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu là định luật Joule-Lenz và chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức đó vào trong thực tế. Nào bây giờ cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Các em thấy gì đây? Đây là một cái bóng đèn dây tóc. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra là tại sao cùng một dòng điện chạy qua trong cùng một thời gian mà cái dây tóc bóng đèn này nó rất là nóng, nó nóng lên đến nhiệt độ cao và nó phát sáng, trong khi cái dây nối bóng đèn, tức là cái dây mà từ ổ cắm cho đến bóng đèn thì hầu như là nó không có nóng. Vậy thì để trả lời câu hỏi này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay các em nhé. Chúng ta bước sang bài số 16, định luật Joule-Lenz. Đến với nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trường hợp điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng. Các em hãy cùng cô quan sát trên màn hình. Trên đây là những đồ dùng điện rất là quen thuộc với gia đình chúng ta, như là bóng đèn huỳnh quang, máy đun nước, đèn LED. Đây là máy khoan, quạt điện, bếp điện, máy bơm nước, bàn là, đèn compact và nồi cơm điện. Vậy thì các em hãy giúp cô trong số những cái đồ dùng điện sau đây, em hãy xếp nó vào 3 nhóm sau đây. Nhóm thứ nhất đó là điện năng biến đổi một phần thành quang năng và một phần thành nhiệt năng. Nhóm thứ hai, điện năng biến đổi một phần thành nhiệt năng và một phần thành cơ năng. Và nhóm thứ ba là toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. Nào các em hãy cùng quan sát và lựa chọn. Đối với nhóm thứ nhất, chúng ta có kết quả như sau. Những đồ dùng điện mà nó biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành quang năng, chúng ta có các loại bóng đèn như đèn huỳnh quang, đèn compact và đèn LED. Đối với nhóm thứ hai, điện năng được biến đổi một phần thành nhiệt năng và một phần thành cơ năng, chúng ta có các đồ dùng như là quạt điện, máy khoan, máy bơm nước. Và nhóm thứ ba, toàn bộ điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng, chúng ta có các đồ dùng như là ấm đun nước, bếp điện, nồi cơm điện và bàn là. Nào chúng ta đến với nội dung thứ hai, định luật Joule-Lenz. Nội dung đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là hệ thức của định luật. Các em cùng quan sát. Ta xét một mạch điện có điện trở R, có cường độ dòng điện là I chạy trong mạch trong thời gian T. Vậy thì các em đã được học ở bài số 13, điện năng tiêu thụ của mạch điện có điện trở R được tính bằng công thức A bằng I mũ 2 nhân R nhân T. Nếu như điện năng mà nó chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng, thì em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng Q tỏa ra trên R so với điện năng tiêu thụ A của đoạn mạch? Như vậy ta thấy rằng là A bằng Q. Và từ đây ta suy ra được Q cũng bằng I mũ 2 nhân R nhân T. Và do đó ta có được hệ thức của định luật như sau. Q bằng I mũ 2 nhân R nhân T. Trong đó I là cường độ dòng điện, đơn vị là ampere. R là điện trở của dây dẫn, đơn vị là ôm. T là thời gian dòng điện chạy qua, đơn vị là giây. Và Q là nhiệt lượng tỏa ra, đơn vị là joule. Ngoài đơn vị joule ra thì Q còn được tính bằng đơn vị calo và ta có công thức Q bằng 0,24 nhân I mũ 2 nhân R nhân T. Do đó ta thấy rằng là 1 joule sẽ bằng 0,24 calo và ngược lại 1 calo sẽ bằng 4,2 joule. Và sau đây chúng ta sẽ thực hiện thí nghiệm để kiểm tra những nội dung của hệ thức định luật. Các em cùng sang một hai nhỏ xử lý kết quả thí nghiệm kiểm tra. Cô giới thiệu đồ dùng. Ở trên này cô có một mạch điện, nguồn điện, khóa K, biến trở, vôn kế, ampe kế. Ở đây cô có một cái bình nhiệt lượng kế làm bằng nhôm. Bên trong bình cô chứa một lượng nước. Cô cắm vào đây một cái nhiệt kế và cô đo được nhiệt độ ban đầu của nước là 25 độ C. Trong đây cô sử dụng một đoạn dây dẫn. Khi cô cho dòng điện chạy qua thì đoạn dây dẫn này sẽ nóng lên và làm cho nước sôi. Như vậy, mục đích thí nghiệm này là làm gì các em? Là giúp chúng ta xác định mối quan hệ giữa nhiệt lượng và điện năng tiêu thụ. Như vậy cô có những dữ kiện đề bài như sau. Cô có M nước, cô ký hiệu là M1 là 200g.
Cô có M của cái bình nhôm, cô ký hiệu M2 là 78 gram. C1 là nhiệt dung riêng của nước 4200 joule trên kg nhân K. C2 là nhiệt dung riêng của đồng 880 joule trên kg nhân K. Và khi đóng công tắc thì cô đo được Y bằng 2,4 ampere. Kết hợp với số chỉ của vôn kế, cô tính được R của đoạn dây dẫn này là 5 ohm. Và khi cô cho dòng điện chạy trong thời gian là 300 giây, thì các em cùng quan sát số chỉ của nhiệt kế nhé. Ta thấy rằng nhiệt kế tăng lên. Và sau thời gian 300 giây thì số chỉ nhiệt kế lúc này là 34,5 độ C. Từ đây ta tính được độ tăng nhiệt độ là delta T bằng 9,5 độ C. Chúng ta thực hiện những yêu cầu sau đây. Yêu cầu thứ nhất, em hãy tính điện năng A. Yêu cầu thứ hai, em hãy tính nhiệt lượng tỏa ra Q. Và yêu cầu thứ ba là em hãy so sánh A và Q. Trong đó có một phần nhỏ nhiệt năng nó đã tỏa ra môi trường bên ngoài. Chúng ta giải bài toán như sau. Điện năng A của dây điện trở. Chúng ta có công thức A bằng Y mũ 2 nhân R nhân T. Cô thay số vào, cô được A bằng 8640 joule. Lời giải tiếp theo. Nhiệt lượng mà nước nhận được. Các em đã được học, ta có công thức Q1 bằng M1 nhân C1 nhân delta T0. Khi cô thay số vào, cô thực hiện được Q1 bằng 7980 joule. Lời giải tiếp theo, nhiệt lượng mà bình nhôm nhận được, cô ký hiệu là Q2. Cô có Q2 bằng M2 nhân C2 nhân delta T và thay số vào, cô được Q2 bằng 652,08 joule. Cô thực hiện tiếp lời giải thứ ba. Nhiệt lượng mà nước và bình nhôm nhận được, Q bằng Q1 cộng Q2, sau khi thay số, cô tính được Q bằng 8632,08 joule. Em hãy thực hiện một phép so sánh giữa Q và A. Chúng ta thấy rằng là Q xấp xỉ A. A là 8640, Q là 8632,08, có một sự chênh lệch nho nhỏ. Sự chênh lệch nho nhỏ này đã đi đâu các em? Đó là nhiệt lượng nó đã tỏa ra môi trường bên ngoài. Do đó ta rút ra được một nhận xét. Nếu như ta tính cả phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh thì xem như Q bằng A và bằng Y mũ 2 nhân R nhân T. Chúng ta vừa thực hiện xong xử lý kết quả thí nghiệm kiểm tra của hệ thức định luật Joule-Lenz. Và sau đây là nội dung phát biểu định luật, các em cùng quan sát. Định luật được phát biểu như sau. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Cô phát biểu lại một lần nữa. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua. Và hệ thức của định luật Q bằng Y mũ 2 nhân R nhân T. Và đây cũng chính là nội dung trọng tâm của bài học ngày hôm nay. Và tại sao định luật này lại có tên là định luật Joule-Lenz? Các em hãy quan sát lên màn hình. Đây là chân dung của hai nhà vật lý. Một nhà vật lý người Nga, ông Lenz, và nhà vật lý người Anh, ông Joule. Và điều đặc biệt là hai nhà vật lý này là hai người xa lạ, sống ở hai đất nước khác nhau, đã độc lập thực nghiệm, tìm tòi và phát minh ra định luật này. Và sau khi mà người ta công nhận được tính đúng đắn của định luật thì để nhớ đến công lao của hai nhà vật lý này, người ta đã đặt tên cho định luật là định luật Joule-Lenz. Chúng ta cùng đến với nội dung phần vận dụng. Các em cùng quan sát. Đây là hình ảnh một cái bếp điện. Thì thật ra là bếp điện cũng như tất cả các đồ dùng đốt nóng bằng điện như là bàn là, nồi cơm điện, thì các em quan sát bộ phận chính của nó. Đây là các em, cái vòng xoắn xoắn màu đen đen đây nè, người ta gọi là bộ phận đốt nóng. Thì thường là nó làm bằng hợp kim như là công tăng tăng hoặc là nickelin. Thế thì một câu hỏi đặt ra là tại sao bộ phận chính này lại làm bằng hợp kim mà không làm bằng kim loại như là đồng hoặc là sắt? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại kiến thức ở bài học số 9 về điện trở xuất. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình.
Chúng ta thấy rằng là điện trở suất của hợp kim như là rho của nickelin là 0,4 x 10 mũ âm 6 ohm mét, của công tăng tăng là 0,5 x 10 mũ âm 6 ohm mét. Trong khi đó điện trở suất của đồng là 1,7 x 10 mũ âm 8 ohm mét. Thực hiện một phép tính so sánh, chúng ta nhận thấy rằng điện trở suất của các dây hợp kim nó lớn hơn điện trở suất của dây đồng rất là nhiều lần, và từ đó dẫn đến điện trở của dây hợp kim lớn. Và các em vừa học định luật Joule-Lenz xong, Q thì bằng I mũ 2 nhân R nhân T, tức là điện trở càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra càng nhiều, do đó mà đồ dùng điện chúng ta sẽ đốt nóng tốt hơn các em nhé. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo, các em cùng quan sát. Tại sao cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nó nóng đến nhiệt độ cao và phát sáng, còn trong khi đó dây nối bóng đèn thì hầu như không nóng? Thì cũng tương tự như câu hỏi vừa rồi, chúng ta dễ dàng giải thích được như sau. Theo định luật Joule-Lenz thì ta có Q của dây dẫn là bằng I của dây dẫn mũ 2 nhân R dây dẫn nhân T, và Q của dây tóc thì bằng Y của dây tóc mũ 2 nhân R dây tóc nhân T. Và ta thấy rằng là cùng một dòng điện, tức là hai cái Y bằng nhau, và cùng một thời gian, tức là T như nhau. Và ta dễ dàng so sánh được rằng là do điện trở suất của dây tóc nó lớn hơn điện trở suất của dây dẫn, cho nên suy ra được là R của dây tóc lớn hơn R của dây dẫn. Và từ đó theo định luật Joule-Lenz thì ta thấy rằng nhiệt lượng tỏa ra của dây tóc sẽ lớn hơn của dây dẫn, do đó mà dây dẫn điện nó nóng rất ít, còn cái dây tóc bóng đèn thì nó nóng nhiều các em nhé. Các em cùng quan sát, cô có một bài tập tiếp theo. Một ấm điện có ghi 220V 1000W được sử dụng với hiệu điện thế là 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20 độ C. Nếu như ta bỏ qua nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh và làm nóng vỏ ấm, thì em hãy tính thời gian đun sôi nước. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là 4200 J trên kg nhân K. Chúng ta hãy cùng nhau tóm tắt và thực hiện bài tập này. Cô có các dữ kiện sau đây: U định mức là 220V, P định mức là 1000W, và U mà bóng đèn này nó sử dụng là 220V. Ta có V là 2 lít, và các em hãy nhớ rằng đối với nước thì 1 lít là nặng 1 kg, do đó suy ra M cũng bằng 2 kg. Và nhiệt độ ban đầu của nước là 20 độ C, và tất nhiên khi nước sôi thì ta sẽ có T2 là bằng 100 độ C. Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J trên kg nhân K, và ta sẽ tính thời gian đun là bao nhiêu giây. Nào các em cùng quan sát, cô hướng dẫn các em thực hiện. Vì ấm điện sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức, do đó ta có được P bằng P định mức là 1000W. Điện năng mà ấm sử dụng để đun nước, ta có công thức A bằng P nhân T. Và từ đây ta có A bằng Q, cho nên là ta suy ra P nhân T cũng bằng M nhân C nhân T2 trừ T1. Và ta thực hiện chuyển đổi, T sẽ bằng M nhân C T2 trừ T1 chia cho P. Và sau khi thay số vào thì ta tính được T bằng 672 giây. Như vậy ta kết luận rằng thời gian đun sôi nước là 672 giây. Và để củng cố lại bài học ngày hôm nay, cô có một số bài tập trắc nghiệm sau đây, các em hãy cùng quan sát. Bài số 1. Trong các biểu thức sau đây thì biểu thức nào là biểu thức của định luật Joule-Lenz? Nào các em hãy nhớ lại biểu thức của định luật Joule-Lenz là gì? Ta dễ dàng chọn ngay được câu A, đó là Q bằng I mũ 2 nhân R nhân T. Bài số 2. Nếu Q tính bằng calo thì ta sẽ dùng biểu thức nào sau đây? Chúng ta sẽ có đáp án là C. Q bằng 0,24 nhân I mũ 2 nhân R nhân T. Và bài số 3. Định luật Joule-Lenz cho biết điện năng biến đổi thành dạng năng lượng nào? Chúng ta dễ dàng chọn được câu D, đó chính là nhiệt năng. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Sau đây là một vài thông điệp. Đầu tiên cô có một câu hỏi với các em. Tại sao ở những thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì ta thấy rằng không khí thường là rất là nóng và oi bức? Có rất là nhiều nguyên nhân, và sau đây là một vài nguyên nhân. Các em thấy hình ảnh này quen thuộc không nào?
À, hình ảnh mà kẹt xe đã trở nên rất là quen thuộc với người Sài Gòn chúng ta. Thì trong số những cái hình ảnh này, các em thấy rằng là khi mà chúng ta đang đứng ở trong một cái khung cảnh kẹt xe rất là đông người, tiếng còi xe thì inh ỏi, cũng như là động cơ của rất là nhiều loại xe nó đang hoạt động, thì nó cũng góp phần làm cho cái không khí xung quanh đây cũng trở nên là nóng nực và oi bức, đúng không các em? Các em cùng quan sát một hình ảnh rất là đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nổi tiếng với những tòa nhà, những tòa cao ốc lung linh. Và tòa nhà này quen thuộc không các em? À, nó là một tòa nhà hiện nay là được xem là cao nhất của nước Việt Nam chúng ta. À, thì với cuộc sống văn minh hiện đại như vậy, các em thấy rằng là thành phố của chúng ta rất là đông người. Người ta nói là đất chật người đông, có nhiều người sống cho nên là nhà cửa cũng không có được là rộng rãi mà thông thoáng như ở quê. Nhà thì san sát nhau, rồi là người ta sống ở trên những cái tòa nhà, những cái tòa chung cư như thế này. Thì các em thấy rằng là càng nhiều người và sử dụng càng nhiều cái thiết bị văn minh hiện đại như là máy lạnh, tủ lạnh, tivi, máy vi tính, vân vân, thì như các em vừa được học xong, nhiệt lượng tỏa ra thì tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện, với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua, thì các em thấy rằng là với số lượng người rất là đông và sử dụng rất là nhiều các thiết bị điện tử trong một thời gian dài như vậy, thì lượng nhiệt năng nó tỏa ra môi trường bên ngoài rất là nhiều. Điều đó cũng góp phần làm cho môi trường, không khí của thành phố chúng ta cũng trở nên nóng nực và oi bức hơn nhé các em. Cũng mời các em cùng quan sát, có rất là nhiều cách để bảo vệ môi trường, để sử dụng hợp lý điện năng, và sau đây là một vài gợi ý. À, các em thấy rằng người ta nói rằng là không nên sử dụng đèn sợi đốt trong chiếu sáng vì hiệu suất phát sáng của nó rất là thấp. Đèn sợi đốt chính là đèn dây tóc đó các em. Thì như chúng ta đã từng học, đèn dây tóc hiệu suất phát sáng của nó rất là thấp, trong khi nhiệt năng của nó tỏa ra rất là cao. Cho nên để sử dụng chiếu sáng, người ta thay thế đèn sợi đốt bằng các loại đèn sau đây. À, như là đèn compact hoặc đèn led. Những loại đèn này thì hiệu suất phát sáng của nó rất là cao, nhưng mà cái lượng điện năng tiêu thụ thì thấp và lượng nhiệt tỏa ra môi trường bên ngoài cũng thấp nhé các em. Còn đèn sợi đốt thì người ta ứng dụng nhiều ở đâu nè? À, các em thấy quen thuộc không? Ở những cái nhà vườn, ví dụ như trồng thanh long, người ta sẽ sử dụng đèn sợi đốt để tạo cái nhiệt nóng của môi trường để kích thích cho trái nó ra, cũng như là ở những vườn hoa đó các em, người ta cũng dùng đèn để chiếu sáng để kích thích hoa nở. Hoặc như là các em thấy là ở những cái trang trại người ta nuôi gà công nghiệp á, người ta muốn ấm cho những con gà nó ấm, sưởi ấm nó thì người ta cũng dùng đèn sợi đốt, tức là đèn sợi đốt dùng vào mục đích là tỏa nhiệt nhiều hơn là phát sáng các em nhé. À, như vậy thì có rất là nhiều cách để bảo vệ môi trường, và với góc độ vật lý thì chúng ta hãy sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng để góp phần hạn chế sự tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài, và như vậy là chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường các em nhé. Và các em hãy cùng cô ôn lại những nội dung trọng tâm của bài thông qua sơ đồ tư duy sau đây nào. Ở bài 16 định luật Joule-Lenz, chúng ta cần nắm những nội dung sau đây. Thứ nhất, điện năng có thể biến đổi một phần thành nhiệt năng và một phần thành các dạng năng lượng khác như là các đồ dùng, quạt điện, đèn điện. Trường hợp khác, điện năng sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng trong các đồ dùng điện như là bàn là, nồi cơm điện, ống điện. Đối với nội dung định luật Joule-Lenz, chúng ta có hệ thức Q bằng I mũ 2 nhân R nhân T tính bằng đơn vị Joule, hoặc Q bằng 0,24 nhân I mũ 2 nhân R nhân T, Q tính bằng đơn vị calo. Và chúng ta phát biểu định luật như sau. Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua, tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây và thời gian dòng điện chạy qua. Và nội dung phần vận dụng. À, trong thực tế, để mà chế tạo những cái đồ dùng điện đốt nóng thì bộ phận chính của nó sẽ làm bằng dây hợp kim, bởi vì dây hợp kim có điện trở suất lớn dẫn đến điện trở lớn, do đó là đồ dùng tỏa nhiệt sẽ tốt hơn. Trong khi đó, những cái đồ dùng điện mà không cần tỏa nhiệt hoặc là lõi của dây dẫn điện, người ta sẽ làm bằng đồng, bởi vì đồng thì sẽ có điện trở nhỏ và từ đó kéo theo là nhiệt lượng tỏa ra nhỏ. Và khi nhiệt lượng tỏa ra nhỏ thì nó sẽ giảm hao phí điện năng
và mặt khác nó còn giúp chúng ta bảo vệ môi trường. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng qua bài học này các em sẽ thu nhận được thật nhiều kiến thức bổ ích và liên hệ thật nhiều vào trong thực tế. Cô chúc các em học tập thật tốt. Mến chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.